tránh được tình trạng quá tải tại các khu cách ly tập trung. Nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19 nhằm triển khai nhanh, có hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức khi đăng ký và thực hiện tiêm. Ứng dụng PC-COVID kết nối với hệ thống quản lý tiêm chủng, từ đó hiển thị thông tin về số mũi tiêm, thời gian tiêm chủng để người dân theo dõi hoặc phục vụ mục đích di chuyển, đi làm, tham gia sự kiện qua các chốt kiểm dịch, tùy vào quy định cụ thể từng địa bàn.